Ngọc Trinh chỉ cách mua nhà nhờ xin tiền bạn trai và kinh doanh. Gần đây trên mạng xuất hiện một đoạn clip ghi lại bài thuyết trình của Ngọc Trinh trong lớp dành cho các doanh nhân. Trong clip, Ngọc Trinh mặc quần jean, áo sơ mi trắng rất tự tin thuyết trình. Phía dưới có rất nhiều người lắng nghe, thỉnh thoảng vỗ tay tán thưởng. Nội dung bài nói của Ngọc Trinh xoay quanh chủ đề làm thế nào để đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể, Ngọc Trinh đề ra mục tiêu mua được một căn nhà 40 tỷ để đón ba mẹ lên Sài Gòn ở. Từ đó, cô gạch đầu dòng ra những nhánh việc cần phải quan tâm để thực hiện mục tiêu, đó là tiền, thời gian, địa điểm mua nhà, nghề nghiệp và giữ gìn sắc đẹp. Về việc làm thế nào để có thể kiếm được chừng đó tiền trong khoảng thời gian dự định, Ngọc Trinh vẽ ra 3 hướng: tự kinh doanh, xin tiền bạn trai và xin tiền ba mẹ. Thế nhưng do không xin được tiền ba mẹ rồi vì ba mẹ quá nghèo, chỉ còn 2 phương án xin tiền bạn trai và kinh doanh. Việc giữ gìn nhan sắc được Ngọc Trinh đánh giá là vô cùng quan trọng bởi tất cả mọi thứ nghề nghiệp, kế hoạch của cô đều liên quan đến điều này. Đoạn clip cùng những chia sẻ có phần ngô nghê, thật thà của Ngọc Trinh lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số lời đồn đoán cho rằng Ngọc Trinh đang đi dạy lớp học làm giàu, nhưng sự thật đây lại chỉ là phần bài tập thuyết trình của Ngọc Trinh trong một lớp học làm giàu mà cô là một học viên. Trước đó trên trang cá nhân, cô từng chia sẻ hình ảnh chụp cùng các học viên khác trong khóa học này. Tuy nhiên, như mọi lần khác, những chia sẻ thật thà về cách kiếm tiền xin bạn trai, bớt mua hàng hiệu của Ngọc Trinh nhận phải không ít gạch đá từ phía cộng đồng mạng. Bản thân Ngọc Trinh cũng tâm sự, cô đi học lớp này để có thêm kiến thức, dù có thể học cho vui nhưng cũng không áp dụng cho việc kinh doanh. Còn nội dung bài thuyết trình là những gì thật nhất cô nghĩ ở trong đầu, nên thoải mái chia sẻ cùng mọi người trong một không khí vui vẻ, cởi mở. Một là công việc, hai là kinh doanh, ba là xin bạn trai. Bạn trai chứ ba mẹ là không cho mình được rồi đó. Và vai em cũng không bao giờ vai, cuộc đời em chưa bao giờ biết đi vai cả. À, và cái nhánh thứ hai nhánh thứ hai đó là mình phải tìm cái địa điểm nào mà mình thích và mình phải check cho cái giá cả xung quanh đó cái nào tốt nhất. Rồi nhánh thứ ba đó là thời gian thì em đặt ra là 2 năm, năm 2019 em sẽ đạt được, em cố gắng mục tiêu là như vậy. Thì thời gian rồi mình phải tiết kiệm thời gian bao lâu, rồi trong thời gian đó là mình phải tiết kiệm, mình phải bớt mua đồ hiệu lại, sắm túi sắm giày phải bớt lại, rồi phải bớt đi du lịch một chút, phải chịu khó. Rồi nhánh thứ ba đó là nghề nghiệp, thì nghề nghiệp của em thì hiện giờ là em kinh doanh shop thì ba như lúc nãy em cũng có chia sẻ rồi. Và nghề nghiệp thứ hai của em nữa là làm diễn viên, thứ ba nữa là làm nhận show đi event hay là livestream Facebook hay là up quảng cáo trên Facebook của mình. Thì mình phải chịu khó đóng phim này, chứ hiện tại thì một năm em chỉ muốn đóng một bộ phim thôi, tại vì đóng phim rất là cực và rất là tàn. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh Em Đẹp TV.